cái khúc mua heo thì hí hưởng, còn cái khúc đập heo thì nó lạ lắm mấy bà ơi. Thì cái lúc mà bỏ vô thì thấy nó đẹp thiệt, cái trong trong nó đẹp thiệt, mà lúc mà bỏ vô cũng đâu nghĩ lúc lấy ra, tới giờ lấy ra rồi thì nó gì á. Đặc biệt á là mấy chiếc nhẫn á nữa, mấy bà mua là một chỉ. Quay clip review heo thủy tinh, cô gái khiến dân mạng rần rần vô xin vía. Thấy cư dân mạng rần rần heo thủy tinh vừa trong vừa đẹp, cô gái cũng hí hửng mua về một con để dành tiết kiệm vàng. Thế nhưng tới lúc đập ra để lấy vàng thì cô gái lại trở nên vô cùng bất lực, review về con heo thủy tinh trong tâm trạng cực kỳ chán nản. Theo đó, con heo thủy tinh nhìn thì đẹp nhưng không thể bỏ vàng từ một chỉ mà chỉ có thể bỏ vàng 5 phân. Không những thế, mệt mỏi nhất có lẽ là khúc đập heo lấy vàng. Vì là thủy tinh nên khi vỡ ra sẽ có rất nhiều vụn, dễ làm rách da rách thịt. Buộc lòng cô gái phải ngồi tẩn mẩn tần mần lựa vàng ra vàng, vụn thủy tinh ra vụn thủy tinh, giống như phiên bản cô tắm thời 4.0. Đặc biệt là mấy chiếc nhẫn nữa, mấy bà mua là một chỉ mà xây to nha. Giống như một chỉ mà cái tay lớn đeo á, chứ một chỉ mà cái tay nhỏ thì nó hơi bự, bỏ cũng không vừa nữa. Còn nếu muốn vừa thì mua chiếc 5 phân là ok, là vừa luôn, 5 phân là cái nào cũng lọt hết. Nãy bà thấy không, hồi đầu á thì tôi mua là một chỉ, mà mấy chiếc một chỉ nhỏ nhỏ bỏ không có vừa, xong tôi mới đổi thành 5 phân. Trong này có 5 phân có, một chỉ có. Nè bây giờ gấp ra từ từ cho chị Miễn nè. Khi mà lựa ra vậy rồi mà khi mà lấy ra xong là cái trong cái khay màu đen nó vẫn còn Miễn nha bà. Con heo này thì nó bỏ vàng thôi chứ bỏ tiền, nó đập ra thì nó cũng Miễn tùm lum rồi á. Thấy dễ thương muôn lần, chắc lần này thôi không mua nữa, tại vì đập ra cực quá Miễn không à. Mấy bà mua mà để vàng á bà nhớ mua 5 phân nha, chứ một chỉ thì phải mua cái size lớn mới bỏ vừa nha bà. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người vừa buồn cười trước thái độ rầu rĩ khi review về con heo thủy tinh, nhưng cũng không khỏi trầm trồ vào xin vía có vàng để dành như là cô gái trong đoạn clip trên. Một số bình luận khác được mọi người để lại: cảm ơn chị chia sẻ kinh nghiệm, tiếc là em không có vàng để bỏ vô. Con heo của mình thì cái lỗ nó to đùng, bỏ vô rút ra gọn hơn luôn, không cần đập. Có tiền mua heo mà thiệt tình là không có tiền mua vàng bỏ vô. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.